Rồi, và đây là khâu chúng ta pha loãng nước với lại phân ha. Rồi sẽ đổ men và đảo trộn phân, nước và men cho nó đều. Thì chúng ta sẽ đổ nửa chai men thôi. Đâu, anh cho mọi người xem cái chai đó, nhãn chai coi. Đúng loại men của mình không? Đây, chế phẩm vi sinh vật IMOGC Plus ha. Cái này, chế phẩm này không chỉ ủ phân, xử lý mùi mà chúng ta có thể pha để cho trùng ăn cũng rất là tốt, bổ sung thêm. À, xin chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái hình ảnh của cái trại trùng quế được nuôi tại trang trại Nắng và Gió. Và hiện tại thì chúng tôi đã cho ăn xong 2 luống. Sau khi cho ăn xong thì chúng ta sẽ phủ lưới lan ở trên. Như trên bên đây là một anh kỹ thuật đang phủ lưới lan ha. Mục đích của phủ lưới lan là gì? Thứ nhất là tạo cái độ tối và thoáng cho trùng nó phát triển tốt. Thứ hai là ngăn ngừa côn trùng sâu. Mày có thằng mình chứ dám 32. Sinh khối trùng giống cũ kỹ bố mẹ rất là to và khỏe. Thường những con trùng mà nó tẩu thoát ra bên ngoài á, nó sống trong điều kiện tự nhiên được á, nó thường biến và nó lai với trùng đất á, thì nó sẽ rất là to. Đây là minh chứng ha, những chú trùng cũ kỹ tôi bắt ở bên ngoài đấy, và tôi sẽ bỏ vào trong trại cho nó lai với những cái giống trùng mà tôi đang nuôi trong những cái luống trong trại trùng. Tại vì lưu ý là khi trùng nó tiết ra chất nhờn và nhớt nổ bong bóng thì cái lúc đó là trạng thái nó rất là yếu nha mọi người, nên chúng ta không nên để lâu bên ngoài như thế này. Chúng ta nên trải đều trên bề mặt luống nuôi với chất nhờn sinh khối là phân trùng để cho trùng nó phát triển tốt nhất có thể. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau về nông nghiệp tuần hoàn và trùng quế. Trân trọng. Kiểm tra sinh khối sau khi cho ăn. Rồi chúng ta sẽ theo dõi kỹ thuật này, kiểm tra xem phía dưới sinh khối nó có trùng không ha. Rồi anh bắp ở dưới, bắp sâu dưới thử trùng bự có không, cho mọi người xem luôn. Mạnh tay một chút, bắp ở dưới lên, bóc ra chỗ nào mà ẩm á, bóc lên tay, bỏ ra cái tay, bắt bỏ cái tay cho mọi người xem, cho nằm tay. Đâu à, trùng những con trùng bố mẹ bự ha. Rồi bắt chỗ khác, chỗ nào ẩm ẩm á, trùng thì tập trung chỗ nào ẩm á, nó sẽ ở dưới đó trước. Quan sát và tìm kén trứng của con trùng quế. Đây là một con trùng trưởng thành. Đấy. Chúng ta sẽ tìm và phát hiện xem thử trong cái nấm phân này chúng ta có thấy cái kén của con trùng hay không ha. Kén trùng thì nó chứa rất là nhiều trứng, từ 5 đến 7 đến 10 trứng tùy loài, tùy độ tuổi.
màu của cái kén nó giống cái màu phân nên rất là khó xác định ha. Khi mà có ánh sáng chiếu vào thì cái da của con trùng nó có dạ quang ra màu tím tím ha mọi người. Và đây là cái kén của con trùng ha mọi người. Đây là tôi đã lụm sẵn hai cái kén nè. Kén của nó thì rất là nhỏ, màu của nó giống cái màu phân nên rất là khó phát hiện. Đây. Đây. Quan sát trại nuôi trùng quế và mật độ sinh khối trùng bố mẹ. Đây là sinh khối trùng bố mẹ.